Vậy là năm 2023 đã đi qua, khép lại khoảng thời gian đầy biến động và bất ổn của nền công nghiệp điện ảnh. Sự thất thế của dòng phim siêu anh hùng hay những cú ngã ngựa liên tục của nhiều xưởng phim lớn càng khiến nhiều người hâm mộ thêm hy vọng vào một năm 2024 khởi sắc hơn. Chưa biết mọi chuyện sẽ ra sao, nhưng nhìn vào số lượng những dự án sẽ ra mắt trong 12 tháng tới, chúng ta có quyền hy vọng. Vì vậy, sau đây, hãy cùng phê phim điểm qua 60 phim ấn tượng nhất sẽ ra mắt trong năm 2024 các bạn nhé! Chúng ta sẽ bắt đầu năm 2024 bằng một TV series mới toanh đến từ Marvel Studios. Echo kể về Maya Lopez, một nữ vận động viên khiếm thính nhưng sở hữu thể chất siêu việt, từng xuất hiện trong series Hawkeye. Cô vừa phải chạy trốn khỏi gã trùm tội phạm Wilson Fisk, vừa tìm cách kết nối lại với gia đình của mình. Phim hứa hẹn khai thác và đào sâu tâm lý của một siêu anh hùng giàu tính bản địa. Bên cạnh đó, tuy kết nối trực tiếp với series Hawkeye, nhưng Echo lại là khởi đầu cho thương hiệu Marvel Spotlight, tập trung vào những cuộc hành trình đơn giản, đời thường hơn của những siêu anh hùng thay vì liên kết với vũ trụ điện ảnh rộng lớn. Echo được nhào nặn bởi Marion Dare, một trong những người đứng sau thành công của Better Call Saul. Ngoài ra, phim còn chào đón sự xuất hiện của cả Kingpin và Daredevil. Một cặp đôi ấn tượng không kém cũng đặt chân lên màn ảnh nhỏ vào tháng 1, đó là Liz Danvers và Evangeline Navarro, những thám tử chân chính trong True Detective mùa 4. Họ sẽ cùng nhau tìm hiểu và phá giải bí ẩn đằng sau sự mất tích của 6 người đàn ông tại một trạm nghiên cứu. Giống như những bộ phim trước, True Detective 4 được cho là không chỉ xoay quanh công cuộc phá án, mà còn xoáy sâu vào tâm lý của cặp nhân vật chính, phơi bày góc khuất đằng sau tấm phù hiệu quyền lực. Tuy không còn được giám sát và biên kịch bởi cha đẻ Nick Pizzolatto, nhưng mùa 4 lại có sự xuất hiện của Jodie Foster, người tình của Hannibal Lecter. Song song với đó, bạn đồng hành của cô là Kylie Reese, tay đấm boxing từng vô địch hạng nhẹ thế giới. Mean Girls, một trong những phim học đường biểu tượng, sẽ quay trở lại màn bạc vào tháng 1, 20 năm sau lần ra mắt của phần phim nguyên bản. Câu chuyện không thay đổi nhiều, vẫn tập trung vào Katie Heron trên chặng đường hòa nhập và sống sót tại ngôi trường cấp 3. Mọi chuyện dần xấu đi khi Katie chẳng may cảm nắng Aaron, bạn trai cũ của Regina George, một trong những cô gái quyến rũ, nóng bỏng, nổi tiếng và cũng xấu tính nhất trường. Tina Fey, biên kịch của phần phim năm 2004, tiếp tục chấp bút cho bản remake. Được biết, phim sẽ dựa trên vở nhạc kịch năm 2018 là chính, nên chúng ta có thể trông chờ những nét cải biên mới mẻ và hợp thời hơn. Jason Statham đã nhẵn mặt với thể loại hành động, và anh mở bát năm 2024 bằng một phim thuộc dòng đánh đấm cháy nổ. Trong The Beekeeper, Jason vào vai Adam Clay, một cựu đặc vụ với mật danh như trong tiêu đề. Khi biết hàng xóm và một người bạn tự vẫn vì bị đánh cắp thông tin, Adam xách súng đi trả thù công ty đứng sau vụ bị bợm này. The Beekeeper được đạo diễn bởi David Ayer, nhà làm phim từng hoàn thiện một số tác phẩm như Fury hay Suicide Squad. Ngoài Jason Statham, phim còn có sự góp mặt của Josh Hutcherson và Jeremy Irons, những diễn viên đều có kinh nghiệm đánh đấm. Vì vậy, chúng ta có thể kỳ vọng vào một trải nghiệm điện ảnh sướng tai đã mắt. Tiếp theo là một dự án chưa công bố ngày ra mắt nhưng cũng rất đáng chú ý, đó là Knuckles, series về đối trọng của siêu nhím Sonic. Phim sẽ có cốt truyện khá ngược so với Sonic, khi Knuckles mới là cố vấn cho cảnh sát Red Whipple. Anh này đen phải biết, vì giáo trình của Knuckles là dành cho những chiến binh lông nhím thực thụ. Từ đó, khán giả sẽ được chứng kiến không ít tình huống dở khóc dở cười. Diễn ra ngay sau những sự kiện trong Sonic the Hedgehog 2, Knuckles nhiều khả năng sẽ dẫn trực tiếp sang Sonic 3, nơi hai siêu nhím hợp sức để chống lại một biến thể mạnh hơn rất nhiều. Sẽ thế nào nếu tất cả những gì bạn viết trở thành sự thật? Argyle là câu chuyện xoay quanh nữ nhà văn trinh thám Ellie Conway có lối sống hướng nội và hàng ngày chìm đắm vào công việc viết lách với hàng loạt tựa sách được đón nhận nồng nhiệt. Bỗng một ngày, toàn bộ câu chuyện và các nhân vật trong tiểu thuyết của cô bước ra ngoài đời thực khiến Ellie buộc phải trốn chạy khỏi sự săn đuổi của tổ chức tội phạm nguy hiểm do chính mình tạo ra. Với sự góp mặt của dàn sao đình đám bao gồm Dua Lipa, Henry Cavill, Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell và John Cena, bộ phim hứa hẹn sẽ là món ăn tinh thần đặc sắc vào dịp Tết Nguyên đán cho khán giả Việt Nam. Trong tháng 2, chúng ta cùng chào đón sự trở lại của Mr. and Mrs. Smith, nhưng không phải Brad Pitt và Angelina Jolie, mà là trong phiên bản mới toanh được hãng phim Amazon MGM sản xuất dưới dạng TV series, với sự góp mặt của cặp đôi Maya Erskine và Donald Glover. Không lãng mạn hóa công việc làm sát thủ, phiên bản mới sẽ đem lại nhiều cái nhìn rất khác về cuộc hôn nhân kỳ lạ của ông bà Smith. Ban đầu, tác phẩm dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 11 năm 2023. Tuy nhiên, dưới tác động của cuộc đình công tại Hollywood, Amazon đã quyết định rời lịch phát hành sang ngày 2 tháng 2 năm 2024 và được chiếu trên nền tảng Prime Video.
Song song với vũ trụ điện ảnh MCU, Sony cũng đang tiếp tục phát triển vũ trụ siêu anh hùng của riêng mình và tham vọng tiếp theo được ra mắt trong năm 2024 là siêu anh hùng Madame Web. Sau một tai nạn, nhân viên cứu hộ Cassandra Web bất ngờ sở hữu khả năng thấu thị và nhìn trước được tương lai. Từ đây, cô buộc phải dùng sức mạnh để bảo vệ những người bạn, đồng thời khám phá ra bí mật về mối liên kết với loài nhện. Điểm qua những dự án live action đáng chú ý năm 2024, chắc hẳn không thể bỏ qua Avatar: The Last Airbender, được chuyển thể từ bộ phim hoạt hình cùng tên. Các fan hâm mộ của bản phim gốc hy vọng lần này Netflix sẽ khôi phục vị thế cho ngự khí sư cuối cùng. Câu chuyện của Avatar: The Last Airbender diễn ra trong một thế giới nơi con người có thể điều khiển một trong bốn nguyên tố: nước, đất, không khí và lửa. Tại đây đang diễn ra cuộc giao tranh khốc liệt giữa bốn vương quốc. Trong khi đó, Thế Thần, người duy nhất có thể điều khiển cả bốn nguyên tố, đã biến mất trong 100 năm. Một ngày nọ, người ta tìm thấy một cậu bé bị đóng băng. Trên trán cậu có hoa văn đặc biệt là hiện thân của Thế Thần. Vào ngày 25 tháng 2, những fan hâm mộ của loạt phim The Walking Dead sẽ có cơ hội thưởng thức phần hậu truyện có tên The Walking Dead: The Ones Who Live. Thật khó có thể tin rằng đã 13 năm kể từ phần phim đầu tiên được ra mắt. Tuy nhiên, sức hút của tác phẩm vẫn còn rất lớn cho đến tận ngày nay. Phần hậu truyện sẽ đưa Rick đối mặt với các xác sống lần nữa, sẽ có thêm những nhân vật mới và nhiều câu chuyện hấp dẫn chưa từng được kể. Bộ phim cũng đề cập đến mối tình giữa Rick và Michonne, những nhân vật mà khán giả đã yêu mến từ lâu. Là đứa con tinh thần tiếp theo của nhà Blumhouse, Imaginary ngay từ trailer ra mắt đã cho khán giả thấy công thức quen thuộc của studio. Đó là một ý tưởng kinh dị đậm chất giải trí. Lấy trọng tâm là những người bạn trong trí tưởng tượng, những tạo hình ghê rợn trong Imaginary, đúng như tên gọi, có tiềm năng trở thành bất cứ thứ gì đen tối nhất trong đầu chúng ta. Dẫu biết nội dung luôn là vấn đề của Blumhouse, nhưng chỉ cần nhìn vào những thành công gần đây của họ với Megan hay Five Nights at Freddy's, có lẽ 2024 sẽ tiếp tục là một năm bội thu cho đế chế kinh dị đồ sộ này. Những tưởng trilogy về chú gấu Poe cùng các huynh đệ đã kết thúc khi cậu nhận cây trượng của đại sứ Oakway và trở thành thần long đại hiệp thực thụ. Ấy vậy mà vào tháng 3 năm 2024 tới, phần thứ tư của chuỗi phim ăn khách này sẽ lại một lần nữa tái xuất màn ảnh rộng. Vẫn theo chân cao thủ võ học Poe được lồng tiếng bởi Jack Black cùng những tình huống cười ra nước mắt, phim còn đón chào sự xuất hiện của một phản diện mới, Chameleon, với khả năng thay đổi hình dạng cũng như ăn cắp võ công của người khác. Một điều kỳ lạ là ngũ đại hiệp gồm rắn, hổ tỷ, khỉ, xếu, bọ ngựa vẫn chưa xuất hiện. Thay vào đó, ta lại thấy một người bạn đồng hành mới do Awkwafina thủ vai. Có lẽ tất cả sẽ phải chờ tới khi phim chính thức ra mắt để có câu trả lời. Dune Part 2 đáng lẽ đã được chiếu vào tháng 11 năm nay. Tuy nhiên do ảnh hưởng từ cuộc đình công, nên cuộc chiến trả thù của Paul Atreides đã được lùi lịch đến ngày 15 tháng 3 năm sau. Vẫn là cái tên Denis Villeneuve, báu vật của điện ảnh với những phân cảnh tuyệt đẹp cùng phần kỹ xảo đẹp mắt nhất trong nhiều năm trở lại đây. Dune phần 2 hứa hẹn hấp dẫn hơn bội phần khi cuộc chiến giờ mới thực sự bắt đầu. Liệu viễn cảnh nào đang đợi vị chúa tể trẻ tuổi? Máu sẽ phải đổ bao nhiêu để cậu tra được mối thù gia tộc? Quy tụ những cái tên đình đám nhất nhì Hollywood, Dune Part 2 dự kiến sẽ là một bom tấn đáng chú ý của 2024. Được đạo diễn và biên tập bởi hai anh em người Úc Cameron và Colin Kaunitz, Late Night with the Devil hứa hẹn sẽ là một trong những tác phẩm kinh dị đáng mong chờ nhất năm 2024 khi nhận về những phản hồi tích cực từ liên hoan phim South by Southwest vừa qua. Ngôi sao từ The Suicide Squad, David Dastmalchian, sẽ vào vai một người dẫn chương trình đêm muộn trên truyền hình vào khoảng những năm thập niên 70-80 của thế kỷ trước. Tuy nhiên, có vẻ như những buổi phát sóng này sẽ không hề bình thường mà động chạm tới những vấn đề như quỷ dữ. Trong những hình ảnh được tiết lộ, ta thấy chương trình còn phỏng vấn một cô gái sống sót khỏi một nghi lễ thờ quỷ gia tăng. Giữa mùa hè nóng nực, tất cả chứng kiến một hiện tượng lạ thường khi mặt đất, biển cả và tất cả mọi thứ đều đóng băng chỉ trong nháy mắt. Đó chính là hành trình mới mà biệt đội Sanma sẽ phải trải qua trong phần phim mới nhất mang tên Ghostbusters: Frozen Empire. Được đạo diễn bởi Gil Kenan, người cũng đã chắp bút cho phần phim Afterlife, Ghostbusters hứa hẹn sẽ mang lại cảm giác hoài niệm dành cho những fan trung thành, mang lại những chi tiết, nhân vật vốn được yêu mến qua hàng chục năm trời. Tuy nhiên, ekip cũng muốn thổi vào một làn gió mới để hợp hơn với thị hiếu hiện thời, cũng như tạo được sức hút với những khán giả trẻ. Sau chiến thắng lịch sử tại kỳ Oscar năm 2020, đạo diễn Bong Joon-ho cuối cùng đã trở lại với một dự án mới toanh mang tên Mikey 17. Được chuyển thể từ tiểu thuyết novel Mikey 7 của Edward Arston, hiện tại gần như không có bất kỳ thông tin nào của tác phẩm được công bố. Ngoài việc, nó sẽ là một tác phẩm viễn tưởng với trọng tâm là nhân vật Mikey 17, được thủ vai bởi Robert Pattinson. Ngoài ra, dàn sao chất lượng gồm Mark Ruffalo, Steven Yeun và Toni Collette cũng sẽ góp mặt trong siêu phẩm lần này của đạo diễn người Hàn Quốc.
Với hình ảnh kinh hoàng cùng tình tiết gây sốc, The Omen là viên ngọc quý của thể loại kinh dị thập niên 70, đồng thời thành công kiến tạo một vũ trụ kinh dị tôn giáo thú vị với hàng loạt phần hậu truyện. Và trong năm 2024, 20th Century Fox tiếp tục nối dài thương hiệu này bằng cách tung ra phần tiền truyện mang tên The First Omen. Bộ phim mới sẽ theo chân một phụ nữ trẻ người Mỹ được gửi tới Rome để cống hiến cuộc đời mình cho nhà thờ với tư cách là một nữ tu. Tuy nhiên khi đến nơi, cô bất ngờ phát hiện ra một âm mưu đáng sợ nhằm khai sinh ra một ác quỷ khiến bản thân phải đặt câu hỏi về đức tin của chính mình. The First Omen đã trải qua nhiều sửa đổi kể từ khi được công bố lần đầu tiên vào năm 2016. Dự án được đạo diễn bởi tân binh Akasha Stevenson và sẽ ra mắt khán giả vào ngày 5 tháng 4 năm 2024. Mới đây, Warner Bros. Hé lộ Godzilla X Kong Đế Chế Mới sẽ tiếp nối những sự kiện của phần phim tiền nhiệm, khi Kong đã tìm được đường trở về quê hương của mình ở trái đất rỗng sâu trong lòng đất. Tại đây, Kong bắt đầu hành trình đầy tự do cùng các sinh vật kỳ bí, đồng thời gặp gỡ một tiểu Titan đồng loại, chứng minh rõ hơn giả thuyết về những thành viên khác trong đại gia đình của Kong. Tiếp tục được chỉ đạo bởi đạo diễn Adam Wingard, người đã làm nên Godzilla vs. Kong 2021, Godzilla X Kong The New Empire hay tựa Việt Godzilla X Kong Đế Chế Mới, dự kiến khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 12 tháng 4 năm 2024. Trong Challengers, Zendaya vào vai Tashi Duncan, một cựu thần đồng quân vượt tham vọng không từ bất cứ thủ đoạn nào để chiến thắng. Khi thấy chồng đang phải đối mặt với chuỗi trận thua liên tiếp, Tashi liền lên kế hoạch tìm lại hào quang cho người bạn đời của mình. Tuy nhiên, đối thủ mà chồng cô phải đối mặt lại là Patrick, người bạn thân cũ của chồng, đồng thời là bạn trai cũ của Tashi. Khi quá khứ và hiện tại đan xen, những xung đột đang ngày càng tăng cao, cô gái trẻ giờ đây phải tự hỏi chính mình, cái giá của chiến thắng đắt bao nhiêu? Là dự án tái xuất của đạo diễn Call Me By Your Name, Luca Guadagnino, Challengers hứa hẹn sẽ mang đến một trải nghiệm điện ảnh thú vị cho các bạn. Bộ phim kinh dị đen tối sắp ra mắt của đạo diễn Ex Machina Alex Garland mang tên Civil War dự kiến sẽ trở thành một trong những tác phẩm được người yêu phim bàn luận nhiều nhất trong nửa đầu năm 2024. Dự án đầy tham vọng này sẽ mang đến một bức tranh đầy khốc liệt về một nước Mỹ hư cấu bị chia cắt bởi cuộc nội chiến giữa quân đội Mỹ và lực lượng phương Tây tự xưng. Hiện vẫn không có nhiều thông tin cụ thể về cốt truyện của phim cũng như hoàn cảnh dẫn đến cuộc nội chiến lần thứ hai trong lịch sử Hoa Kỳ kể trên. Được xem là dự án bom tấn đầu tiên của nhà A24 với kinh phí sản xuất lên tới 75 triệu đô la Mỹ, Civil War sẽ trở thành bộ phim đắt nhất mà hãng phim này từng thực hiện, đánh dấu nỗ lực đầu tiên của công ty nhằm hướng tới một thị trường điện ảnh lớn hơn trong tương lai. Tháng 5 sẽ khai màn bằng sự kết hợp giữa Ryan Gosling và Emily Blunt, hai diễn viên đóng chính trong hiện tượng Barbenheimer gây sốt hè 2023. Trong The Fall Guy, Ryan Gosling sẽ vào vai Cole Sievers, một tay đóng thế đã qua thời đỉnh cao. Ngày nọ, anh tham gia dự án phim mới, chớ chưa thế nào mà tay đóng chính lại đột nhiên biến mất. Thành ra, tác phẩm này đứng trước nguy cơ bị cho vào thùng rác. Để cứu lấy sự nghiệp của bản thân và cả đạo diễn, đồng thời cũng là cô vợ đầu ấp tay kể, Coach phải lên đường tìm cho được tay diễn viên bốc hơi kia. The Fall Guy dựa trên series cùng tên từng được phát sóng vào thập niên 80. Ngoài Ryan Gosling và Emily Blunt, phim còn có sự góp mặt của những cái tên như Aaron Taylor Johnson và Stephanie Hsu. David Leitch, đồng đạo diễn John Wick phần 1, sẽ chỉ đạo bộ phim hành động giật gân này. Back to Black. Vài năm gần đây, rất nhiều tượng đài âm nhạc thế giới đã được làm phim. Năm 2024 sẽ kéo dài xu thế đó bằng câu chuyện về nữ ca sĩ tài hoa bạc mệnh Amy Winehouse. Back to Black sẽ đào sâu vào cuộc đời của Amy từ khi cô mới chập chững vào nghề đầu những năm 2000 cho đến khi qua đời năm 2011. Khán giả sẽ được tiết lộ những câu chuyện đằng sau loạt hit nổi tiếng nhất của nữ nghệ sĩ như Rehab và đương nhiên là cả Back to Black. Câu chuyện về Amy Winehouse thành hình dưới bàn tay của Sam Taylor Johnson, nữ đạo diễn từng làm phim tiểu sử về huyền thoại The Beatles John Lennon. Nếu các bạn hứng thú với những phim kiểu chị em bạn gì lên đồ xông pha, thì bộ phim sau đây sẽ là lựa chọn rất đáng cân nhắc. Đúng như tiêu đề, đám cưới của bạn cũ tôi xoay quanh một lễ thành hôn. Có điều, ngày vui lại không được trọn vẹn lắm, vì ngay trong đêm trước đám cưới, cô dâu đã kêu cứu hội bạn cũ rằng cuộc hôn nhân này là một quyết định sai lầm. Thế là mấy cô bạn kia bắt tay nhau, định bụng đột kích đám hỉ để giải thoát cho homie cũ. Có điều, đây là nước đi vào lòng đất còn hơn cả tiệc cưới kia. Kay Cannon, biên kịch của bộ ba Pitch Perfect, chịu trách nhiệm đạo diễn phim, hợp tác với dàn người đẹp gồm Amanda Seyfried, Ariana DeBose và Chloe Fineman. John Krasinski được biết đến qua những vai diễn mạnh mẽ khắc khổ, nhưng anh lại chuẩn bị cho ra mắt một phim hoạt hình đáng yêu cả về hình ảnh lẫn nội dung.
If kể về một cô bé có siêu năng lực nhìn thấy những người bạn trong trí tưởng tượng, gọi tắt là If. Mọi chuyện dần trở nên khó lường khi cô bé này phát hiện ra người hàng xóm tầng trên cũng có khả năng kỳ diệu tương tự. Ngoài Krasinski sắm vai chính kiêm đạo diễn, If còn mời được những ngôi sao bự lồng tiếng như Steve Carell, Ryan Gosling, Matt Damon và Sam Rockwell. Mad Max là series hành động hiếm hoi duy trì được chất lượng qua thời gian. Thế nên thật dễ hiểu khi giới sáng tạo tìm cách khai thác triệt để thế giới này. Điều đó được thể hiện qua Furiosa, tiền truyện về nữ thống soái quả cảm với minh tinh Anya Taylor-Joy vào vai nhân vật tiêu đề. Phim được coi là tiền truyện của siêu phẩm Fury Road khi kể về thời trẻ trung hào hùng của đàn nữ một tay. Rất nhiều thông tin thú vị sẽ được tiết lộ, chẳng hạn như cuộc sống ở vùng đất Green Place, mối quan hệ giữa Furiosa và gã bạo chúa Immortan Joe, và đặc biệt là hành trình tôi luyện nên cá tính sắt đá của cô. Furiosa vẫn được đạo diễn và biên tập bởi vợ chồng nhà George Miller, nên khả năng cao đây sẽ tiếp tục là cực phẩm cả về hình ảnh, âm thanh lẫn nội dung. 6 năm sau lời tạm biệt của đế vương Caesar, chuỗi phim Hành tinh khỉ sẽ chính thức trở lại với diện mạo hoàn toàn mới. Theo đó, nhân vật chính trong phần phim mới là Noah, hậu duệ của chúa khỉ huyền thoại. Câu chuyện sẽ diễn ra tương đối lâu sau những sự kiện của bộ phim gần nhất. Lúc này, thế giới đã gần như hoàn toàn thuộc về loài khỉ, con người cũng dần thích nghi với vị thế thấp hơn. Nhưng những thói xấu và ích kỷ từng khiến nhân loại lụi bại vẫn còn đó. Proximus Caesar, thủ lĩnh mới của vương quốc khỉ, nhấn chìm thần dân trong lầm than vì những hành động bạo chúa và tìm mọi cách để ngăn không cho đồng loại kết nối với con người. Trước chính sách hà khắc, Noah cùng một cô bé loài người vẫn lên đường phiêu lưu để tìm ra một tương lai yên bình và hòa thuận giữa cả hai giống loài. Phải chờ đến mùa hè sắp tới, bầy rồng mới tiếp tục sải cánh trên màn hình của bạn. Mùa 2 của House of the Dragon sẽ tiến sâu hơn vào cuộc chiến trong nội tộc nhỏ Targaryen, nơi quyền lực và sự thù hận nuốt chửng cả tình thân. Hiện tại chúng ta vẫn chưa có quá nhiều thông tin về phần phim sắp tới, ngoại trừ việc nó sẽ có thêm đến 5 con rồng và rất nhiều nhân vật mới. Đó là những ai và vai trò của họ trong cuộc chiến là gì? Bạn có đoán được không? Xảy ra giữa phần 3 và 4 của loạt phim John Wick, Ballerina là ngoại truyện về vũ công ballet, sát thủ Rooney, người được coi như John Wick phiên bản nữ. Xuyên suốt bộ phim, Rooney ở trong một cuộc săn đuổi những kẻ đã sát hại gia đình cô. Trước đó, nhân vật Rooney đã xuất hiện trong John Wick Parabellum và được thủ vai bởi vũ công Unity Villain. Song với phần phim ngoại truyện sắp tới, nhân vật này sẽ được giao cho Ana de Armas, người từng rất thành công với vai đả nữ trong No Time to Die. Đồng thời, Keanu Reeves cũng sẽ trở lại như một bảo chứng phòng vé cho Ballerina. Ngoài là cha đẻ của The Sixth Sense, M. Night Shyamalan còn là cha đẻ của Ishana, nữ đạo diễn chuẩn bị ra mắt phim kinh dị đầu tay mang tên The Watchers. Phim kể về một nữ nghệ sĩ trẻ bị mắc kẹt trong khu rừng rộng lớn hoang sơ ở phía Tây Ireland. Khi tìm được nơi trú ẩn, cô không hề biết rằng mình đang mắc kẹt cùng ba người lạ khác. Mỗi đêm, họ đều bị theo dõi và săn đuổi bởi những sinh vật kỳ quái bí ẩn. Sau cái tát tại Oscar 2022, có vẻ bây giờ Will Smith mới thực sự trở lại đường đua với những bộ phim bom tấn. Phần phim thứ tư của chuỗi Bad Boys sẽ tiếp tục hành trình của hai cảnh sát Mike và Marcus, được kỳ vọng sẽ đem tới rất nhiều tiếng cười cho người xem. Hiện tại, cả tựa đề và nội dung chính của phim vẫn đang được giữ bí mật cho tới 14 tháng 6 năm nay. Được coi là phim hoạt hình minh họa tiệm cận nhất với thế giới nội tâm của một đứa trẻ, Inside Out sẽ tiếp tục đi sâu hơn nữa vào cảm xúc của cô bé Riley trong phần 2 sắp tới. Nến sinh nhật 13 tuổi vừa tắt, cũng là lúc trung tâm điều khiển cảm xúc của Riley trở nên hỗn loạn. Trong lúc năm ma cũ là Joy, Sadness, Anger, Fear, Disgust quay cuồng trong một hỗn độn, thì ma mới là Anxiety xuất hiện và bắt đầu làm quen với bảng điều khiển. Nhưng có vẻ như đó không phải là cảm xúc mới duy nhất. Như trailer đã úp mở, liệu chúng ta có được gặp thêm cả Embarrassment, Envy và Envy? 6 năm kể từ phần phim siêu lợi nhuận đầu tiên, đến nay vũ trụ A Quiet Place vẫn chưa có dấu hiệu ngừng mở rộng. Mùa hè tới, chúng ta sẽ tiếp tục nín thở trước A Quiet Place Day One, phần phim tiền truyện hứa hẹn sẽ giải thích nguồn gốc của loài sinh vật hung hăng. Đến giờ, mọi thông tin về nội dung phim vẫn đang được giữ bí mật. Mối liên hệ duy nhất mà chúng ta biết giữa Day One và các phim trước đó là nhân vật Jamin Hosen thủ vai, người đàn ông không tên trên đảo đã xuất hiện ở phần 2. Cha đẻ của loạt phim cũng là người thủ vai chính ở phần 1, John Krasinski, sẽ rời khỏi vị trí biên kịch và đạo diễn của Day One. Người thế chỗ là Michael Sarnowski, đạo diễn của Pig, tác phẩm giật gân được đánh giá khá cao trước đó.
Despicable Me 4 là một trong những bộ phim được các fan của Universal mong đợi nhất trong năm 2024. Mặc dù các chi tiết cụ thể xung quanh cốt truyện và dàn diễn viên vẫn đang được Illumination giữ kín, nhưng đã có rất nhiều thông tin được hé lộ trong quá trình xây dựng kịch bản. Câu chuyện của Despicable Me 4 nhiều khả năng sẽ tập trung vào một sự kiện tận thế do một siêu phản diện gây ra mà chỉ có Gru mới có thể ngăn chặn. Theo diễn viên Steve Carell, người lồng tiếng cho nhân vật Gru, Despicable Me 4 hứa hẹn sẽ là một trong những cuộc phiêu lưu hoang dã nhất của Gru. Đạo diễn Chris Renaud, người từng chỉ đạo Despicable Me 1 và 2, đang bắt tay vào thực hiện dự án. Twitters, bộ phim thảm họa phát hành năm 1996, đã trở thành một biểu tượng kinh điển của điện ảnh trong thập niên 90. Và đến tháng 7 tới, chúng ta sẽ được diện kiến phần hậu truyện của thương hiệu này với sự tham gia của các ngôi sao Daisy Edgar-Jones của Where the Crawdads Sing hay Anthony Ramos của Transformers Rise of the Beast. Tác phẩm sẽ theo chân một cặp đôi chuyên săn những cơn bão trong nỗ lực thử nghiệm hệ thống cảnh báo thời tiết mới. Dự án sẽ do đạo diễn Lee Isaac Chung, người đứng sau Minari, tham gia chỉ đạo, sánh đôi cùng Mark L. Smith, biên kịch từng viết nên The Revenant. Phim dự kiến khởi chiếu vào ngày 19 tháng 7 năm 2024. Tháng 7 sẽ chốt sổ bằng một bom tấn được các fan siêu anh hùng ngay đêm đón chờ, đó chính là Deadpool 3. Cho đến thời điểm hiện tại thì cốt truyện của Deadpool 3 vẫn còn là một ẩn số, và tất cả những gì phê phim tiếp cận được chỉ là Hugh Jackman sẽ trở lại với vai diễn Wolverine huyền thoại và bộ phim sẽ diễn ra trước thời điểm năm 2029 của Logan. Không chỉ có sự trở lại của Hugh Jackman, Deadpool phần 3 còn là một phần của MCU mở ra cơ hội cho những dị nhân trở lại màn bạc. Phim được đạo diễn bởi Sean Levy, nhà làm phim quen mặt với cả Hugh Jackman lẫn Ryan Reynolds và dự kiến ra rạp vào ngày 4 tháng 5 năm 2024. Sau thành công tỷ đô từ Super Mario Bros., Hollywood tiếp tục thử nghiệm với mỏ vàng phim chuyển thể từ game trong năm 2024. Và tựa game được lựa chọn chuyển thể thành phim lần này chính là Borderlands, một tựa game có thể nói là ít quen thuộc với phần đông khán giả đại chúng. Hiện nội dung của Borderlands vẫn chưa được hé lộ thêm điều gì, ngoài phần bối cảnh khoa học viễn tưởng ngoài vũ trụ, cùng với đó là lời khẳng định phim sẽ không quá trung thành với cốt truyện gốc từ CEO Gearbox Software. Đây dự kiến sẽ là một bom tấn cực kỳ đáng mong đợi của năm 2024, khi quy tụ dàn diễn viên cực khủng như Cate Blanchett, Kevin Hart, Jack Black, Bobby Lee, Jamie Lee Curtis hay Edgar Ramirez. Tiếp tục là một dự án từ nhà Blumhouse, Speak No Evil là phiên bản làm lại của tựa phim đình đám cùng tên ra mắt năm 2022. Phim xoay quanh câu chuyện về cặp vợ chồng Bjorn và Louis cùng con gái Agnes du lịch tới Ý để nghỉ mát. Tại đó họ gặp một cặp vợ chồng khác, Patrick và Karen, cùng con trai Abel trạc tuổi Agnes. Tuy vậy, kỳ nghỉ trong mơ giờ đây bỗng trở thành một cơn ác mộng tâm lý không thể ngờ tới. Tác phẩm sẽ có sự tham gia của ngôi sao X-Men James McAvoy cùng Mackenzie Davis và dự kiến ra mắt khán giả Bắc Mỹ vào ngày 9 tháng 8 năm 2024. Thương hiệu quái vật đình đám bậc nhất Hollywood đã quay trở lại với dự án Alien Romulus. Câu chuyện của phim Alien mới hiện vẫn chưa được tiết lộ, nhưng đội ngũ sáng tạo đã khẳng định đây sẽ là một bộ phim độc lập, tách biệt với phần còn lại của thương hiệu, cả loạt phim gốc và phần tiền truyện. Cho đến nay, tất cả những gì người hâm mộ biết về Alien Romulus chỉ là đây sẽ là một câu chuyện về một nhóm thanh niên đến từ thế giới xa xôi phải đối đầu với dạng sống đáng sợ nhất trong vũ trụ. Ngoài ra, Kelly Spani, ngôi sao của Pacific Rim 2 Uprising, sẽ thay cho minh tinh Sigourney Weaver, gương mặt gạo cội của loạt phim lâu đời này, để trở thành nữ chính của bộ phim mới. Khép lại tháng 8 bom tấn chính là Kraven the Hunter. Đây chính là bộ phim thứ tư trong vũ trụ người nhện của Sony. Phim kể về cuộc đời của Kraven khi chính thức tham gia vào một cuộc phiêu lưu với tư cách một phản anh hùng nhằm săn lùng Peter Parker. Kraven the Hunter sẽ được đạo diễn bởi J.C. Chandler, người đứng sau Triple Frontier của Netflix, với kịch bản đến từ bộ ba biên kịch nổi tiếng Art Markham, Matt Holloway và Richard Wang. Kraven the Hunter sẽ được phát hành tại Mỹ từ ngày 30 tháng 8 năm 2024. Fan của Tim Burton chắc chắn không thể không biết đến gã pháp sư trừ tà ma quái Beetlejuice trong bộ phim cùng tên năm 1988. Sau 36 năm, siêu phẩm hài kinh dị này rốt cuộc đã chuẩn bị có phần 2, với dàn cast toàn những gương mặt quen thuộc như Michael Keaton, Winona Ryder, Catherine O'Hara, Jenna Ortega, Monica Bellucci và Willem Dafoe. Phim chuẩn bị ra mắt vào tháng 9 tới. Transformers 1, phần thứ 2 trong 3 phần mới của loạt phim Transformers, dự kiến sẽ ra rạp vào ngày 13 tháng 9 năm 2024. Lấy bối cảnh tại Cybertron,
quê hương của Autobots và Decepticons. Bộ phim được cho là sẽ tập trung vào mối quan hệ giữa Optimus Prime và Megatron. Những cảnh chiến đấu hoành tráng và bùng nổ chắc chắn không thể thiếu. Chỉ là liệu Transformers One có thể tránh khỏi số phận flop nặng như phần phim trước? Đôi bạn thân George Clooney và Brad Pitt sẽ có màn tái hợp trong Wolf, bộ phim tâm lý hành động kinh dị do cả hai đồng sản xuất. Phim xoay quanh hai kẻ giải quyết rắc rối chuyên nghiệp hoạt động đơn lẻ nhưng lại được giao cho cùng một nhiệm vụ. Đạo diễn của phim là John Watts, người đã từng đạo diễn Spider-Man Homecoming. Wolf sẽ được phát hành vào ngày 20 tháng 9 năm 2024. Tiếp nối thành công vang dội của Saw X, hãng Lionsgate đã công bố sẽ phát hành Saw 11 vào ngày 27 tháng 9. Thông tin về nội dung của phim còn chưa được hé lộ, nhưng nhiều người dự đoán phản diện chính của phần trước là Cecilia Peterson sẽ trở thành mối đe dọa đáng gờm cho John Kramer trong phần này. Nhiều bạn yêu thích Joker của đạo diễn Todd Phillips thì chắc chắn không thể bỏ qua phần hậu truyện chuẩn bị được ra mắt vào cuối năm, Joker Fully Adder. Được biết, Lady Gaga sẽ thủ vai Harley Quinn trong phần phim này, và trong tiếng Pháp thì Fully Adder có nghĩa là điên có đôi. Theo thông tin được tiết lộ thì Joker Fully Adder sẽ là một phim nhạc kịch, một sự thay đổi không nhỏ so với phần phim trước. Ngoài ra, hãng Warner Bros. Dự tính sẽ phát hành phim vào ngày 4 tháng 10 năm 2024, tròn 5 năm kể từ ngày Joker 2019 bắt đầu được công chiếu rộng rãi. Sau thành công rực rỡ của Smile, hãng Paramount đã bật đèn xanh để đạo diễn Parker Finn tiếp tục làm phần thứ hai. Đạo diễn hé lộ rằng một vài chi tiết từng bị anh cố tình để ngỏ trong Smile sẽ được khai thác sâu hơn ở phần hậu truyện này, chẳng hạn như quá khứ bí ẩn của thực thể mang đến lời nguyền chết chóc. Được biết, vai chính của Smile 2 sẽ do nữ diễn viên Naomi Scott đảm nhận. Phim sẽ ra rạp vào ngày 18 tháng 10 cuối năm. Ra mắt vào năm 2022, Terrifier 2 đã thắng lớn tại phòng vé và nhận được cơn mưa lời khen của giới phê bình. Vậy nên hẳn không ít người chuộng dòng phim slasher coi Terrifier 3 là một trong những phim đáng mong đợi nhất năm 2024. Ngoài việc tập trung vào gã hề điên loạn Cloud Art, thì người sống sót duy nhất của phần 1 là Victoria Hayes cũng sẽ được giới thiệu lại với vai trò nổi bật hơn trong cả loạt phim. Terrifier 3 dự tính sẽ ra rạp vào ngày 25 tháng 10. Sau đoạn after credit cuối phần 2, sự xuất hiện của Peter Parker do Tom Holland thủ vai đã khẳng định vũ trụ Sony và MCU thực sự kết nối. Tuy nhiên cho đến nay, dự án này vẫn chưa có thêm bất kỳ thông tin nào, ngoài việc Tom Hardy tiếp tục đảm nhận vai Eddie Brock. Theo thông báo mới nhất của hãng Sony, trailer sẽ được ra mắt trước khi bộ phim khởi chiếu chính thức 144 ngày. Và nếu Sony đi đúng lộ trình ra mắt phim, ta sẽ được gặp lại gã phản anh hùng hấp dẫn bậc nhất trên màn ảnh sớm thôi. Không chỉ Venom, ngày 8 tháng 11, khán giả sẽ lại một lần nữa gặp chú gấu đáng yêu thích mất cam Paddington. Trong câu chuyện lần này, Paddington sẽ đến thăm dì Lucy yêu quý, người đang sống tại nhà dành cho những chú gấu đã nghỉ hưu. Tuy nhiên, một sự cố ngoài ý muốn đã đẩy Paddington cùng gia đình nhà Brown bước chân vào một cuộc hành trình đầy bất ngờ. Giờ đây, họ phải đi xuyên qua khu rừng rậm Amazon để tìm đến những đỉnh núi hùng vĩ tại Peru. Nhắc đến những dòng phim gangster, chúng ta không thể bỏ qua Robert De Niro, người đã có những màn hóa thân xuất sắc trong Taxi Driver, The Godfather 2, Goodfellas, Once Upon a Time in America hay Heat. Và để thêm vào bộ sưu tập phim gangster của mình, Robert De Niro quyết định vào vai cả hai chùm giang hồ khét tiếng thập niên 50 là Vito Genovese và Frank Costello trong tác phẩm Outer Nights. Bộ phim của đạo diễn Barry Levinson hứa hẹn sẽ mang tới những màn thánh trừng đẫm máu, những mưu mô toan tính nhằm loại bỏ kẻ địch ra khỏi thế giới ngầm tàn bạo. Giữa tháng 11 năm 2024, những khán giả yêu điện ảnh tiếp tục được chiêu đãi một bộ phim hài hành động Giáng sinh vô cùng vui nhộn có tên Red One. Tác phẩm quy tụ dàn sao đình đám bao gồm The Rock, Chris Evans, Kenan Shipka, J.K. Simmons và Lucy Liu. Hiện vẫn chưa có bất kỳ thông tin chính thức nào về nội dung tác phẩm, song The Rock đã mô tả Red One trong một bài đăng trên Instagram rằng tác phẩm giống như việc pha trộn giữa Jumanji, Hobbs and Shaw, Harry Potter và Miracle on 34th Street. Được đạo diễn bởi Jake Kasdan, người đứng sau thành công của hai phần Jumanji ra mắt năm 2017 và 19, Red One hứa hẹn sẽ mang lại tiếng cười vui nhộn cho tất cả khán giả. Phải mất đến 24 năm, người hâm mộ mới được xem phần tiếp theo của Gladiator, một trong những phim xuất sắc nhất từng được đạo diễn Ridley Scott làm ra. Mốc thời gian của phần 2 diễn ra nhiều năm sau khi phần đầu tiên kết thúc. Lucius, con trai công chúa Lucilla, nay đã trưởng thành và sẵn sàng dấn thân vào cuộc hành trình của riêng mình.
Nếu tìm kiếm Wicked Part 1 trên Internet, gần như ta sẽ chẳng có nhiều thông tin. Ngoài việc đây sẽ là một bộ phim nhạc kịch, quy tụ dàn diễn viên ca sĩ nổi tiếng thế giới như Cynthia Erivo, Ariana Grande, Ethan Slater và nữ diễn viên đoạt giải Oscar Dương Tử Quỳnh. Chúng ta có quyền hy vọng vào đạo diễn John M. Chu, người đứng sau thành công của Now You See Me 2 và Crazy Rich Asians. Lấy bối cảnh dựa theo tựa game Liên minh huyền thoại nổi tiếng, Arcane mùa 1 kết thúc khi những căng thẳng đang dần leo thang trong hội đồng của Piltover. Từ đây, khán giả liên tục đoán giả đoán non về hướng phát triển mới trong mùa 2. Mặc dù chưa có những thông tin chính xác về ngày ra mắt, song theo nhiều nguồn tin, Arcane rất có khả năng sẽ được trình chiếu vào tháng 11 năm 2024. Bởi đây cũng là thời điểm diễn ra chung kết thế giới, giải đấu liên minh huyền thoại chuyên nghiệp lớn nhất trong năm. Và còn gì tuyệt hơn khi vừa sống trong không khí của ngày hội thể thao điện tử lớn nhất hành tinh, vừa được xem tác phẩm chuyển thể từ tựa game mình yêu thích phải không nào? Ngày 22 tháng 11 vừa qua, một video đăng tải trên YouTube với sự xuất hiện bất ngờ của Ralph Macchio, người từng đóng chính trong 3 phần Karate Kid ra mắt lần đầu năm 1984, cộng với Thành Long, ngôi sao võ thuật trong bản remake của đạo diễn Harold Wood. Họ nói mình đang tìm kiếm một gương mặt mới, một Karate Kid tiếp nối hành trình của mình. Chưa có thông tin chính thức nào được đưa ra, mà ta chỉ biết rằng đây là câu chuyện lấy bối cảnh tại Mỹ với nhân vật chính là một thiếu niên Trung Quốc. Cả Thành Long và Ralph Macchio được cho rằng sẽ tái xuất với vai diễn cũ của mình. Phải chăng họ sẽ là những người thầy mới cho cậu bé kia? Hãy cùng chờ tới tháng 12 năm sau để cùng một lần nữa bước vào thế giới võ thuật của Karate Kid. Thế giới chúa nhẫn từng làm nức lòng bao thế hệ khán giả sẽ trở lại vào cuối năm cùng những cải tiến hoàn toàn mới. Trận chiến của người Rohirrim sẽ diễn ra trước những diễn biến trong Chúa Nhẫn đến hơn 260 năm. Ở đó, Helm Hammerhand, đức vua của người Rohan, sẽ chiến đấu để bảo vệ lãnh địa trước cuộc tấn công của tộc người Daladins. Sau trận chiến hào hùng và quả cảm này, người ta đã đặt tên của vị thủ lĩnh cho thành trì Helm's Deep, nơi đã chứng kiến trận đồ phòng thủ huyền thoại trong phần phim Two Towers. Phần phim này sẽ được làm dưới dạng anime dưới bàn tay của Kenji Kamiyama, nhà làm phim từng xây dựng nên tên tuổi qua chuỗi series viễn tưởng Ghost in the Shell. Sau chiến tích tỷ đô của Lion King bản live action, Disney tiếp tục khai thác miếng bánh này bằng phần tiền truyện về Mufasa, cha đẻ của vua sư tử Simba. Phim kể về cuộc xưng bá của Mufasa để trở thành một trong những kẻ trị vì vĩ đại nhất của vùng đất kiêu hãnh. Đồng thời, phần tiền truyện cũng không quên lồng ghép cuộc sống hiện tại của Simba cùng vợ và con gái. Nên có thể nói, đây vừa là hậu truyện, vừa là tiền truyện của tác phẩm năm 2019. Người hâm mộ có quyền hy vọng vào chất lượng của Mufasa, vì Barry Jenkins, vị đạo diễn đã khẳng định tài năng tại Hollywood, sẽ ngồi ghế chỉ đạo dự án này. Sonic đã có thể là một thảm họa với tạo hình không thể xa rời nguyên tắc hơn của mình. Tuy nhiên, với chiến lược sửa chữa nhanh chóng, thương hiệu này nhanh chóng trở thành con gà đẻ trứng vàng với hai phần phim vô cùng thành công về mặt giải trí. Thừa thắng xông lên, Paramount tiếp tục cho ra mắt phần phim thứ 3 về chú nhím tốc độ. Vẫn những gương mặt quen thuộc tạo nên thành công của các phần trước, cộng thêm nhân vật Shadow xuất hiện trong After Credit, Sonic the Hedgehog 3 hứa hẹn là một chuyến phiêu lưu đầy ắp tiếng cười và những phút giây giải trí. Robert Eggers là một trong những đạo diễn phim kinh dị ấn tượng nhất vài năm trở lại đây, với liên tiếp 3 thành công là The Witch, The Lighthouse và The Northman. Với thế mạnh là các câu chuyện kinh dị mang yếu tố thần thoại tôn giáo, cuối năm 2024, nhà làm phim người Mỹ sẽ tái xuất với bản chuyển thể kinh dị về Dracula mang tên Nosferatu. Là bản remake của bộ phim câm huyền thoại năm 1922, cũng là lần đầu tiên ma cà rồng xuất hiện trên màn ảnh. Nosferatu 2024 dưới bàn tay của Robert hứa hẹn sẽ làm sống lại hình tượng Dracula hơn 100 năm tuổi, đồng thời chiêu đãi các tín đồ phim kinh dị một cơn ác mộng thực thụ. Trọng trách vào vai Dracula sẽ được giao cho Bill Skarsgård, nam tài tử đằng sau màn hóa thân xuất sắc chú hề Pennywise trong hai phần phim It, nên có lẽ chất lượng của Nosferatu là không phải nghi ngờ. Superman Legacy được cho là viên gạch đầu tiên mở ra vũ trụ DC mới, nhưng xét về thời gian, Creatures Commandos mới là bộ phim đầu tiên của DCU bản reboot. Nhóm nhân vật này không quá nổi tiếng, nhưng có vẻ họ là lính đánh thuê và cũng hoạt động dưới trướng bài trùm Amanda Waller, tương tự Suicide Squad. Có thể nói, Creatures Commandos là tiền bối của biệt đội cảm tử, vì thủ lĩnh Rick Flag Sr. chính là bố của người đứng đầu nhóm quái nhân phản anh hùng sau này. Vì vậy, nhiều khả năng khán giả sẽ được chứng kiến một câu chuyện tưng tửng và điên rồ không kém gì phần phim năm 2020.